Các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Ngày 18 tháng 4, tại họp báo công bố khởi động Hoa hậu du lịch Việt Nam toàn cầu 2021, ông Phạm Duy Khánh, trưởng ban tổ chức, cho biết nghị định 144 của chính phủ về nghệ thuật biểu diễn không còn hạn chế đối tượng thí sinh dự thi nhan sắc. Vì thế, ban tổ chức Hoa hậu du lịch Việt Nam toàn cầu quyết định mở rộng đối tượng tuyển sinh, tạo cơ hội cho nhiều người, trong đó có cả thí sinh chuyển giới, người đã phẫu thuật chỉnh sửa nhan sắc chinh phục ước mơ trở thành hoa hậu. Trước đây, nghị định 79 quy định thí sinh thi sắc đẹp bắt buộc là nữ công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, có vẻ đẹp tự nhiên. Từ trái qua, trưởng ban tổ chức hoa hậu du lịch Việt Nam toàn cầu Phạm Duy Khánh, hòa khôi thể thao 2012 Lại Hương Thảo và nhà thiết kế Ngô Nhật Huy tại buổi họp báo ở thành phố Hồ Chí Minh, hôm 18 tháng 4. Hoa hậu du lịch Việt Nam toàn cầu 2021 dành cho mọi công dân có chiều cao từ 1,65m trở lên, trong độ tuổi từ 18 đến 26, không vi phạm pháp luật, có quốc tịch Việt Nam, đang sinh sống, làm việc ở trong hoặc ngoài nước. Do quy định về vẻ đẹp tự nhiên bị gỡ bỏ, thí sinh sẽ được chấm điểm ở mặt trí tuệ. Nếu hai người đẹp có sắc vóc ngang nhau, giám khảo sẽ ưu tiên cho người có khả năng tiếng Anh tốt, am hiểu ẩm thực, du lịch trong và ngoài nước. Ông Phạm Duy Khánh cho biết. Hoa Khôi Thể thao 2012 Lại Hương Thảo là thành viên ban giám khảo cuộc thi. Cô từng có kinh nghiệm thi hoa hậu siêu quốc gia 2012, hoa hậu thế giới 2013 nên rất tự tin khi cầm trịch sân chơi này. Ngoài nhan sắc, thí sinh cần có tâm và tài, sự thông minh, khéo léo trong ứng xử. Để vào được top 5 các người đẹp phải sử dụng thành thạo một hoặc nhiều ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, Lại Hương Thảo chia sẻ siêu mẫu Quỳnh Hoa, Trái, và Á hậu Hoàng Hạnh mặc lộng lẫy dự họp báo công bố Hoa Khôi Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2021. Lần đầu tổ chức, Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2021 hướng đến mục tiêu kích cầu ngành du lịch sau hơn một năm chịu ảnh hưởng nặng nề của COVID-19. Qua hai vòng sơ khảo, Ban tổ chức sẽ chọn ra 50 thí sinh để vào vòng bán kết tổ chức tối ngày 31 tháng 7 tại thành phố Hồ Chí Minh, 35 người đẹp xuất sắc tiếp tục tranh tài ở chung kết diễn ra tại Phan Thiết, bình thuận vào tối ngày 21 tháng 8. Thí sinh giành ngôi vị hoa hậu được nhận vương miện trị giá 3 tỷ đồng và có cơ hội tham gia một cuộc thi nhan sắc quốc tế. Hương Giang